Ôi, hồng xiêm ra nhiều quá ấy, nhỉ. Ngóng. Ui giời ơi, nhảy hồng xiêm ra nhiều quả này, dòng năng suất đấy cái này. Ấy vườn bưởi này, bưởi da xanh. Bưởi, bưởi cam. Ui, nhiều quả quá này. Đây là tỉa bớt thôi. Đây tỉa đi, không để không như thế. Bưởi da xanh ấy, cái đấy. Là bưởi diễn, bưởi diễn. Không bán, bán vẫn bán được, chẳng qua là họ chưa ấy thôi. Này, có nhiều này. Cái này họ đến lấy một phát là thành xe, thành xe đi. Cam này. Ui, ở nhà trồng được vườn cây ăn quả này. Cam. Cam này chuẩn bị vặt bán được rồi. Đến mùa quýt này. Đây quả quýt này bán này. Giống cây thấp thấp thì đã nhiều quả đấy rồi nhỉ. Ui, sai thế nhỉ. Không lấy được đâu. Cái này chín rồi chứ nhỉ? Buổi diễn. Quả chín rồi, có quả chín vàng cái này. Bưởi. Ngỗng. Này thu hoạch được rồi. Chín hết rồi, chín vàng rồi.
đấy, quả